Mùa Tết cũng chính là mùa thu hoạch của các nhà vườn làm cây hoa cảnh. Theo đó, những loại hoa cây cảnh được thêm tạo hình linh vật của năm để tăng phần độc đáo, hút khách. Năm nay con trâu sẽ là linh vật và một nhà vườn ở thành phố Hồ Chí Minh đã khéo léo tạo hình linh vật trâu cho những chậu bonsai được làm từ gáo dừa, rất đẹp và lạ. Đây là những chậu bonsai bằng gáo dừa. Nhờ đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã hóa thân thành những chú trâu ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ đam mê bonsai của nghệ nhân Đinh Ngọc Hiếu. Biến những chiếc gáo dừa tưởng chừng như bỏ đi thành món đồ trang trí Tết vừa độc, vừa lạ. Từ cái việc là đam mê và chơi bonsai dừa, mình cũng muốn áp dụng để mình đưa vào những cái sản phẩm vào cái mùa Tết để cho cái người chơi họ thêm cái phần là thú vị và hấp dẫn. Nguyên liệu là mình phải đi thu mua cái phôi giống, đó là cái về cái giống dừa. Khâu thứ hai nữa là cái khâu mà lên mẫu tạo hình cho cái hình dáng của chú trâu Tân Sửu. Từ cái gáo dừa khô, từ cái gáo dừa khô như thế này thì mình phải có quá trình đó là mình phải cắt, mình lấy hết cái cơm ở trong cái gáo này ra. Sau đó mình làm sạch hết vệ sinh và mình mài nhẵn bóng cái này. Rồi bắt đầu mình mới gia công, mình cắt những cái phần là tai và cái đầu của chú trâu. Cái khó khăn nhất là trong cái việc là khi mình ráp nối á, là phải tạo được một cái tác phẩm, nó khi mình nhìn vào nó phải có hồn, nó thu hút cái người xem. Mà đặc biệt là bản thân mình thấy là mình phải yêu nó đã, rồi đến những cái người chơi họ mới yêu. Dự kiến dịp Tết, vườn hoa kiểng này sẽ tung ra khoảng 600 chậu bonsai dừa. Các tác phẩm đa dạng với kiểu dáng và ý nghĩa khác nhau như chọi trâu đầu sơn, hoa xuân ngày Tết, mang lại sự may mắn, tài lộc cho gia chủ. Nhiều khách hàng đã tìm đến nhà vườn để chọn chậu cây ưng ý. Năm nay là năm Tân Sửu cho nên mình muốn mua một cái chậu cây gì đó liên quan tới hình con trâu để biếu tặng người thân, để mang đến cho người thân sự may mắn, an thịnh vượng. Bên cạnh những cành mai, cành đào rực rỡ đặc trưng của ngày Tết, thì những chậu bonsai bằng gáo dừa cũng góp phần mang đến cho mọi gia đình một mùa xuân vui tươi, nhiều ý nghĩa.